Bến cảng Sài Gòn, thương cảng lớn cuối thế kỷ 19, trải qua bao thăng trầm lịch sử, nay vẫn còn giữ gần như vẹn nguyên dáng dấp bến cảng sầm uất xưa. Có khác chăng là những tòa cao ốc mọc lên ngày một nhiều thêm, hắt ánh sáng điện đủ các sắc màu, khiến dòng sông càng thêm lung linh huyền ảo. Đối với lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, nơi đây là một địa danh ghi dấu mốc quan trọng. Chính tại bến cảng Sài Gòn tròn một thế kỷ trước, ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành lấy tên là Văn Ba, làm phụ bếp trên con tàu Đô đốc Latus Trevin đã vượt trùng dương, khởi đầu cho chuyến hành trình tìm đường cứu nước kéo dài suốt 30 năm, đi qua 28 quốc gia, 4 châu lục. Lật dở lại những trang đau thương của lịch sử dân tộc. Đến giữa thế kỷ 19, Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền. Song chế độ phong kiến đã lâm vào khủng hoảng, suy yếu nghiêm trọng. Năng lực quân sự lạc hậu, công thương nghiệp kém phát triển, nông nghiệp mất mùa, tình trạng đói kém diễn ra thường xuyên. Trong khi đó, tư bản Pháp tiến nhanh trên con đường công nghiệp hóa, đã nhòm ngó Việt Nam từ rất sớm bằng con đường buôn bán và truyền đạo. Ngày 31 tháng 8 năm 1858, Liên quân Pháp Tây Ban Nha có mặt tại khu vực sát bán đảo Sơn Trà và cửa sông Hàn, Đà Nẵng, chuẩn bị mở đầu cuộc tấn công xâm lược Việt Nam. Sáng 1 tháng 9 năm 1858, tàu chiến Pháp nã Đại Bác vào thành Điện Hải. Tháng 2 năm 1859, chúng đổ bộ vào Sài Gòn đánh chiếm thành Gia Định. Quan quân triều đình không phát huy được sức mạnh giữ nước ở mặt trận phía Nam, nên đến năm 1867 phát chiếm xong lục tỉnh Nam Kỳ, Biên Hòa, Gia Định, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên. Tiếp đó, quân đội Pháp tiến quân đánh chiếm Bắc Kỳ. Năm 1882, Hà Thành thất thủ. Đến tháng 8 năm 1883, Pháp tấn công cửa biển Thuận An, gây sức ép trực tiếp đến triều đình Huế, buộc nhà Nguyễn phải ký hòa ước Quý Mùi, chính thức xác lập quyền bảo hộ lâu dài của thực dân Pháp trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Nước ta trở thành một đất nước thuộc địa nửa phong kiến. Triều đình tồn tại chỉ là hình thức, thực chất mọi quyền hành đều nằm trong tay chính phủ bảo hộ. Trên toàn lãnh thổ Việt Nam, người dân phải chịu cảnh áp bức bóc lột tàn tệ, một cổ hai chồng của chính quyền cai trị và quan lại triều đình. Sưu cao thuế nặng, bắt phu bắt lính khắp nơi. Kiếp sống ngựa trâu vất vả, lầm than rên xiết dưới làn roi vọt, đau khổ cơ cực khốn cùng. Ngay từ khi thực dân Pháp đặt chân lên đất nước ta, bất chấp chủ trương đầu hàng của triều đình phong kiến, nhân dân cả nước đã vùng lên chống thực dân Pháp xâm lược. Đã có hàng trăm cuộc khởi nghĩa và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc theo hệ tư tưởng phong kiến và hệ tư tưởng tư sản diễn ra liên tục, nhưng đều không mang lại kết quả. Từ phong trào Cần Vương, phong trào yêu nước theo ý thức hệ phong kiến do giai cấp phong kiến lãnh đạo, khởi đầu từ Tôn Thất Thuyết, mở ra một hệ thống các cuộc khởi nghĩa vũ trang trên khắp cả nước hưởng ứng chiếu Cần Vương của vua Hàm Nghi.
đã chấm dứt vào cuối thế kỷ 19 với cuộc khởi nghĩa của Phan Đình Phùng năm 1896. Phong trào nông dân tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa yên thế của Hoàng Hoa Thám kéo dài ngót 30 năm, tổ chức nhiều trận đánh lớn gây thiệt hại cho quân đội Pháp, buộc Pháp hai lần phải giảng hòa năm 1894 và 1897. Song khởi nghĩa yên thế đã thất bại vào năm 1913. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản do các cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh lãnh đạo cũng rơi vào bế tắc. Thực dân Pháp đàn áp dã man, bắt bớ, xử án tù khổ sai trung thân hoặc tử hình các anh hùng chí sĩ có tinh thần yêu nước, dám đứng lên chống lại ách thống trị của thực dân và phong kiến. Hầu hết các cuộc khởi nghĩa vũ trang bị dìm trong bể máu. Bác Hồ của chúng ta ra đời trong bối cảnh đó, tại vùng đất Nghệ An giàu truyền thống khoa bảng, bên dòng Lam Giang, với tên gọi Nguyễn Sinh Cung, sau đổi tên là Nguyễn Tất Thành. Ngay từ thuở thơ ấu đã phải chứng kiến cảnh nước mất, nhân dân đói khổ, cơ cực, bị thực dân phong kiến áp bức, bóc lột tàn tệ, siêu cao thuế nặng. Năm 17 tuổi, người vào học ở trường Quốc học Huế và tham gia phong trào chống thuế ở Trung Kỳ là một trong những sự kiện nổi bật của phong trào chống thực dân Pháp ở Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ 20. Năm 20 tuổi, người vào Phan Thiết dạy học ở trường Dục Thanh. Sau đó, đầu năm 2011, vào Sài Gòn, vừa đi học, vừa đi làm, kiếm sống. Dẫu không phục ý chí và tấm lòng yêu nước của các vị tiền bối cách mạng, song Nguyễn Tất Thành sớm nhận thức được đường lối cứu nước do các nhà yêu nước đương thời đang thực hiện đều đi vào bế tắc, cần phải tìm ra con đường cứu nước mới. Ngày 3 tháng 6 năm 1911, Nguyễn Tất Thành xin làm phụ bếp trên con tàu Đô đốc Latus Trevin. Ngày 5 tháng 6 rời bến cảng Sài Gòn, lên đường sang Pháp với quyết tâm cháy bỏng. Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho tổ quốc tôi. Đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu. Trong tác phẩm thơ Người đi tìm hình của nước, tác giả Chế Lan Viên đã diễn tả thời khắc thiêng liêng trọng đại này. Đất nước đẹp vô cùng, nhưng bác phải ra đi. Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn bác. Khi bờ bãi dần lui làng xóm khuất, bốn phía nhìn không bóng một hàng tre. Đêm xa nước đầu tiên ai nỡ ngủ, sóng vỗ dưới thân tàu đâu phải sóng quê hương. Trời từ đây chẳng xanh màu xứ sở, xa nước rồi càng hiểu nước đau thương. Lênh đênh trên biển khoảng một tháng, người tới cảng Marseille, Pháp, tiếp đó lại lên đường vượt Đại Tây Dương sang châu Phi, châu Mỹ, đặt chân đến nhiều quốc gia trên thế giới. Người tận mắt chứng kiến ở đâu người dân lao động nghèo khổ cũng bị áp bức, bóc lột, đánh đập tàn tệ, nhất là những người nô lệ tại các xứ thuộc địa còn bị chà đạp, giết hại. Người đã phát hiện ra chân lý, chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc thực dân là cội nguồn mọi đau khổ của công nhân và nhân dân lao động. Năm 1917, có một sự kiện gây chấn động toàn cầu. Cách mạng tháng 10 Nga thắng lợi mở ra một kỷ nguyên mới, một thời đại mới trong lịch sử nhân loại, mà trước đó các dân tộc bị áp bức chưa tìm thấy lối thoát trước sự tàn bạo của chủ nghĩa đế quốc. Trong năm 1917, người trở lại nước Pháp, đến Paris, và năm 1919 gia nhập Đảng Xã hội Pháp, vì nhận thấy đây là tổ chức duy nhất ở Pháp bênh vực các xứ thuộc địa. Kể từ sau thành công của cách mạng tháng 10 Nga, phong trào quốc tế vô sản phát triển mạnh mẽ. Đầu năm 1919, tại Moscow, Quốc tế 3, tức Quốc tế Cộng sản, được thành lập. Năm 1920, bản sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lenin được Đại hội lần thứ 2 Quốc tế Cộng sản thông qua, đã vạch ra đường lối cơ bản cho phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa và phụ thuộc. Trên cơ sở luận cương của Lenin, Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cứu nước và giải phóng dân tộc đúng đắn là con đường cách mạng vô sản. Tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp tháng 12 năm 1920, với tư cách là đại biểu chính thức và duy nhất của các nước thuộc địa Đông Dương, Nguyễn Ái Quốc đã phát biểu lên án chủ nghĩa đế quốc Pháp, kêu gọi Đảng Xã hội cần phải hoạt động một cách thiết thực để ủng hộ những người bản xứ bị áp bức. Người bỏ phiếu tán thành tham gia Quốc tế 3, Quốc tế Cộng sản.
trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Năm 1922, người lập ra tờ báo Le Paris, cơ quan ngôn luận của Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa, nhằm tố cáo tội ác xâm lược của bọn thực dân đế quốc, thức tỉnh người lao động ở các nước thuộc địa hướng tới xây dựng lực lượng giải phóng dân tộc. Năm 1923, người về Liên Xô hoạt động trong Quốc tế Cộng sản, được cử làm ủy viên Ban Phương Đông, phụ trách Cục Phương Nam. Năm 1924 về Trung Quốc, tổ chức huấn luyện cán bộ, thành lập Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội và sáng lập Báo Thanh niên, cơ quan ngôn luận của Hội. Tháng 6 năm 1925, Báo Thanh niên ra số đầu tiên. Tờ báo cách mạng đầu tiên của Việt Nam đã góp phần quan trọng, giác ngộ ý thức cách mạng tới đông đảo nhân dân, thổi bùng ngọn lửa đấu tranh giành độc lập dân tộc. Cuối năm 1929, để chấm dứt tình trạng chia rẽ phong trào Cộng sản ở Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc đã chủ động tổ chức và chủ trì hội nghị hợp nhất ba tổ chức đảng: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị thảo luận và thông qua các văn kiện, chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, chương trình tóm tắt và điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 2 năm 1930 với đường lối chiến lược và sách lược đúng đắn đã tạo một bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam, hội tụ sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. Một cao trào đấu tranh cách mạng diễn ra mạnh mẽ trong giai đoạn 1930-1931 trên phạm vi cả nước, với đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh diễn ra ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Hàng trăm cuộc bãi công và biểu tình của giai cấp công nhân và nông dân đã làm cho bộ máy cai trị của chính quyền thực dân ở cơ sở bị tê liệt, tan rã. Tuy chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, bị địch đàn áp nặng nề, song cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh có ý nghĩa lớn lao, là cuộc tổng diễn tập đầu tiên của cách mạng vô sản Việt Nam, giúp đảng ta thêm tôi luyện, trưởng thành. Cũng vào khoảng thời gian này, dưới tên là Tống Văn Sơ, Nguyễn Ái Quốc bị chính quyền Anh ở Hồng Kông bắt tháng 6 năm 1931 nhằm trao cho chính quyền Pháp ở Đông Dương. Đến cuối năm 1932 mới được thả tự do nhờ sự can thiệp của Quốc tế Cứu Tế Đỏ và của ông bà luật sư Lozabi. Năm 1934, người sang Liên Xô học tại trường Quốc tế Lenin và sau đó là nghiên cứu sinh tại Viện Nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa. Sau một thời gian thoái trào vì bị địch khủng bố đẫm máu, đến giai đoạn 1936-1939, Đảng Cộng sản Việt Nam lại lãnh đạo nhân dân bước vào cuộc đấu tranh mới, hình thành một cao trào đấu tranh cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân. Đây là cuộc tổng diễn tập thứ hai tương đối toàn diện cả về lý luận và thực tiễn, tạo tiền đề cho tổng khởi nghĩa sau này. Tháng 9 năm 1939, chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Tình hình quốc tế và trong nước chuyển biến hết sức mau lẹ. Nguyễn Ái Quốc quyết định về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Trưa mồng 2 Tết Tân Tỵ, người về đến biên giới Việt Trung qua vị trí cột mốc 108. Lòng bồi hồi xúc động khi đặt bước chân đầu tiên lên tổ quốc sau 30 năm xa cách. Người lặng đi trong giây phút thiêng liêng, nhặt miếng đất nơi địa đầu tổ quốc và hôn lên đó. Sau này người kể lại, bao nhiêu năm thương nhớ, đợi chờ, hôm nay mới bước chân về nơi non sông gấm vóc của mình. Đây là một trong những sự kiện đi vào lịch sử dân tộc, mở ra thời kỳ phát triển mới của cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của người, Đảng đã kịp thời điều chỉnh đường lối chiến lược và sách lược cho phù hợp với giai đoạn mới. Tại hang Bác Bó dưới chân núi Các Mác, bên dòng suối Lenin, người đã dịch lịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô, viết diễn ca lịch sử nước ta, xuất bản tài liệu, mở nhiều lớp huấn luyện về chính trị, quân sự cho cán bộ cách mạng, đưa ra các chủ trương quan trọng lãnh đạo phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Người chủ trì hội nghị lần thứ 8 của Trung ương Đảng tại Khuổi Nậm tháng 5 năm 1941. Tiếp thu tư tưởng chỉ đạo của người, nghị quyết hội nghị lần thứ 8 của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ghi rõ: trong lúc này, nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được. Cũng tại hội nghị, người sáng lập ra Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh, gọi tắt là Mặt trận Việt Minh, với tuyên ngôn Việt Minh chủ trương liên hiệp hết thảy các giới đồng bào yêu nước, không phân biệt giàu nghèo, già trẻ, gái trai, không phân biệt tôn giáo và xu hướng chính trị,
đặng cùng nhau mưu cuộc dân tộc giải phóng và sinh tồn. Việt Minh nhanh chóng trở thành hạt nhân quy tụ sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. Lực lượng cách mạng ngày càng được mở rộng và phát triển mạnh mẽ. Đầu năm 1945, Hồng quân Liên Xô giành thắng lợi quyết định trên chiến trường châu Âu, giải phóng một số nước Đông Âu và tiến thẳng vào sào huyệt của phát xít Đức ở Berlin, buộc phát xít Đức đầu hàng vô điều kiện. Ngày 8 tháng 8 năm 1945, Liên Xô tuyên chiến với phát xít Nhật và nhanh chóng tiêu diệt đội quân Quan Đông tinh nhuệ nhất của chúng. Tại Việt Nam, Nhật vừa hất cảng Pháp, nghe tin bại trận, tinh thần hoang mang cao độ. Đây là thời cơ vô cùng quý giá được Đảng nhanh chóng nắm bắt, lãnh đạo toàn dân đứng lên giành chính quyền. 23 giờ ngày 13 tháng 8 năm 1945, Ủy ban Khởi nghĩa ra quân lệnh số 1, hiệu triệu toàn dân đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền. Ngày 16 tháng 8 năm 1945, Quốc dân Đại hội họp ở Tân Trào đã thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh. Thông qua lệnh tổng khởi nghĩa, quyết định quốc kỳ nền đỏ sao vàng, quốc ca và bầu chính phủ lâm thời. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với tên mới Hồ Chí Minh làm chủ tịch đã ra lời kêu gọi: "Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc đã đến, toàn thể đồng bào hãy đứng lên đem sức ta mà giải phóng cho ta." Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân cả nước đã đồng loạt nổi dậy tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Cách mạng tháng 8 được tiến hành với sự kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang, giữa phát triển phong trào quần chúng, xây dựng căn cứ địa cách mạng, chuẩn bị lực lượng chính trị và nhạy bén chớp thời cơ phát động toàn dân đứng dậy tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8 năm 1945, cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn ở hầu hết các địa phương trên cả nước. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Lời bất hủ ấy ở trong bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng. Dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi. Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Chúng tôi toàn thể dân Việt Nam xin thề kiên quyết một lòng ủng hộ chính phủ lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ủng hộ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin thề
cùng chính phủ giữ quyền độc lập hoàn toàn cho Tổ quốc, chống mọi mưu mô xâm lược, dù phải chết cũng cam lòng. Nếu Pháp đến xâm lược lần nữa, thì chúng tôi xin thề không đi lính cho Pháp, không làm việc cho Pháp, không bán lương thực cho Pháp, không đưa đường cho Pháp. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 đã chấm dứt sự thống trị của giặc ngoại xâm suốt gần một thế kỷ, xóa bỏ chế độ thực dân và phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, mở ra thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh quang vinh. Bác đã lãnh đạo toàn đảng, toàn dân tiếp tục vượt qua bao gian nan thử thách, lập nên nhiều kỳ tích vẻ vang. Từ thắng lợi của cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 đến thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và chủ nghĩa thực dân mới. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, miền Bắc hoàn toàn được giải phóng, bắt tay vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Miền Nam tiếp tục cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thực hiện lời dạy của Bác, không có gì quý hơn độc lập tự do, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. Quân đội và nhân dân Việt Nam đã làm nên chiến thắng vang dội mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Tròn một thế kỷ đã trôi qua, sự kiện người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước đã mở ra trang mới trong lịch sử dân tộc, để chúng ta được sống giữa khung cảnh thanh bình hôm nay. Trái tim mỗi người dân Việt Nam tưởng nhớ đến Bác, đời đời biết ơn vị cha già đã dành cả cuộc đời vì nước, vì dân. Vượt trường sóng, người đi khắp cuộc trời, luyện tôi ý chí, lòng vui căng hơn. Hồ Chí Minh người đi khắp năm châu, lòng tin mặt trời chân lý sáng soi, soi chiếu sáng dân mình. Far beyond this is a distant realm. There's a man who is father of the Indo-Chinese people, and his name it is Ho Chi Minh. Ho, ho, Ho Chi Minh. Ho, ho, Ho Chi Minh. From Viet Bac to the Saigon Delta, from the mountains and the plains below, young and old workers, peasants in the toil and tenant farmers fight for freedom with Uncle Ho. Ho, ho, Ho Chi Minh. Ho, ho, Ho Chi Minh. Ho Chi Minh was a deep sea sailor, served his time out on the seven seas. Work and hardship were part of his early education. Exploitation is ABC. He looked on his native land, saw the want and the hunger of the Indochinese people, foreign soldiers on every hand.